đều thành phần thám tử có mặt trên tàu, đó chính là anh Thiên Vương. Thám tử xinh đẹp, đẹp quá lên. Người đàn ông của gia đình thám tử Bezo. Tăng lên. Và thám tử nhạt nhòa nhất, thám tử Mây. Rồi, tại vì hôm nay cái nhiệm vụ của Mây cho nên là mình phải tân bốc Mây một chút xíu, lâu lâu Mây quay lại đúng không? Nhiệm vụ của Mây hôm nay rất là đặc biệt. Mây sẽ mặc váy và cổ vũ, cầm bông vũ, làm ơn đọc lại cái thư, tôi nhớ chuyển cái thư, tôi đâu có dùng mặt váy đâu. Mọi người đang thử hình dung từ trước khi mà khán giả là gửi thư cho chương trình là mọi người đã đề xuất Mây, bởi vì Mây đã từng có tiền sử là tiền sử hả? Tiền sử. Cái tiền sử dùng cho bệnh không? Thì ý là vậy đó, nên tiền sử mặc váy để nhảy cổ động cho đội đá banh của mình. Cái váy mà Mây là nó tới đây luôn đúng rồi. Thấy sao cái chuyện đời tôi mà sao tôi không nhớ mà mấy người nhớ hay vậy? Mày quên rồi hả? Anh Hoàng có nói là ước mơ từ nhỏ của Mây là được vô đội cổ vũ của trường. Không. Hồi trước thằng Mây nó kể tôi nghe là hồi học trung học á, muốn đi đá banh mà nó đá yếu không ai rủ đi, mới bắt vô đội cổ động cho đội lớp của Mây á. Thiệt leo lên cái bông nè là Mây có chụp hình cho tôi coi. Trời ơi, của mình là được đứng gần mấy cô bé cổ vũ chứ không phải vô đội cổ vũ. Gần mấy cô bé cổ vũ thì em phải vô đội cổ vũ mới gần được. Mày đặt dấu giếm rồi. Được rồi, để cho Sĩ Thanh đọc lá thư cho mọi người hiểu. Em chào chị Sĩ Thanh và các thám tử của chương trình du lịch kỳ thú. Gần đây em được xem một nhóm nhảy cổ vũ trong một buổi thi đấu thể thao. Thấy các bạn đã khích lệ tinh thần cho vận động viên và khán giả, em rất là thích. Em muốn nhờ các chị thám tử giúp em tìm hiểu kỹ hơn về bộ môn này. Và em có một thách thức nho nhỏ, đó chính là các chị thám tử hãy cùng nhảy cổ động trong vòng 30 giây. Bây giờ mình xem clip đi, sau đó mình sẽ thử thực hiện thử thách ha. Để okay. Mây còn giờ dạy mọi đúng người rồi, nhảy Mây nhảy mọi người chứ. Mời mọi người xem clip. Hay nè. Gì mà làm gì? Giống như lên cơn vậy nha. Thèm xoài. Đang thèm xoài. Ơi. Đâu phải đâu mà mình cái gì đâu mà trái nó chín sai quả. Nó chín đầy cảnh chín mỏng nước vậy mà nó cao quá cao sao hả? Nó ngồi ngay chỗ cây bàng á mà nó ngắm mà công nhận dùng đất cây bàng cây trái nó tốt ghê luôn á. Cây bàng mọc ra một nải chuối, mọc ra một trái táo, mọc ra một trái ổi, mọc ra ba trái xoài. Chỉ có ở trong du lịch kỳ thú ra đây một cái cây gọi là bách hóa tổng hợp thập cẩm. Trời ơi, thấy gớm. Phải có cách nào khác chứ. Như một con vịt. Cứ vậy hoài sao có trái mà. Mệt lắm á. Phải có cách khác. Cách này không được. Mày đang chuẩn bị gặp một nhóm bạn trẻ rất là tài năng, rất là đặc biệt, để có thể hoạt động chung với họ trong một bộ môn cũng rất là đặc biệt. Một bộ môn cần sự khỏe mạnh nè, cần sự dẻo dai nè, cần một cái tinh thần minh mẫn và vui vẻ. Đi gặp mấy bạn nè. Để tìm hiểu được đó là bộ môn gì thì mời đi theo Mày. Wow. Ở đó mình thích được làm cái anh bạn đỡ ấy. Thôi ghê vậy. Rồi mấy em có vô anh thử không? Có. Hay quá. Chào mấy bạn. Xin chào thám tử Mây từ du lịch kỳ thú, những thám tử vui nhộn. Tụi em mệt chưa? Tụi mình ngồi xuống nói chuyện chút xíu được không? Dạ, yeah, ok. Rồi. Thank you.
Nó sâu vô. Nó sâu nữa. Thở ra. Rồi, khỏe chưa? Khỏe chưa? Cho phép anh được hỏi nhóm em tên gì và từ đâu đến? Em là Vũ Linh, em đến từ Stone, câu lạc bộ cheerleading của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em có thể giải thích thêm cho anh là cái tên trên ngực áo tụi em là Stone nghĩa là gì? Câu lạc bộ của em được thành lập đã 7 năm và đã lấy tên là Stone. Ý nghĩa của Stone nó là viên đá. Chúng em là một bộ môn đồng đội nên tụi em muốn có một sự liên kết chặt chẽ với nhau. Rồi cho anh hỏi xíu, anh vẫn chưa hiểu lắm cái từ cheerleading nghĩa là gì? Cheerleading tức là nhảy cổ động, một bộ môn quạt náo của sinh viên. Nó cũng là một môn thể thao mà nó cũng là một bộ môn nghệ thuật. Bộ môn này hiện giờ rất là nổi. Các trường đại học đang rất là nhiều đội cheer và có những cheerleader rất là tài năng của Việt Nam mình. Hồi nãy giờ tụi anh đứng dưới anh ngó, anh thấy có những cái màn nó rất là hoành tráng, nó rất là gây ấn tượng mạnh. Ví dụ như tung người lên bay lên cao, hoặc là một bạn nam một tay nâng bạn nữ lên như thế này. Nhìn thì hay nhưng mà anh thấy cảm giác hình như nó khá là nguy hiểm. Khi chúng ta tập thì chúng ta phải có sự bảo hộ, bảo vệ những bạn bay lên cao. Làm sao mà tụi em có thể tung bạn đó lên cao vậy? Cái người tung chắc phải khỏe lắm. Tất cả là đều là phải có quá trình tập luyện, phải có kỹ thuật. Những bạn đó muốn tung lên cao thì phải là có những cái quá trình tập luyện rất là lâu, như là khoảng 1 năm, 2 năm mới được có thể tung lên cao được. Anh đã hỏi cái người tung là anh giờ muốn hỏi cái người được tung nè. Anh chào em. Lúc mà được tung lên vậy em có sợ không? Dạ thì lúc đầu mới tập thì cảm giác rất là sợ, sợ té cắm đầu xuống. Nhưng mà tập được thì cảm giác rất là thích thú, tại vì mình làm được những cái hơn người ta. Này hỏi hay xui thiếu chứ em có bao giờ lỡ gặp phải tai nạn trong lúc biểu diễn động tác đó chưa? Dạ có, nhưng mà các bạn nam ở dưới mà không tập trung á, chụp hụt thì em cũng có thể té. Nhưng mà không té nặng tại vì các bạn cũng đã có tập hết trơn rồi. Không có để ngọn té, kiểu gì cũng phải chụp được ngọn. Ủa em nói gì chụp được gì? Dạ ở em á, nữ thì sẽ gọi là flyer hay là gọi là ngọn. Dạ còn các bạn nam là base hoặc là gọi là đế. Mấy bạn nữ nè, có ai đã từng bị gọi là hơi sơ sẩy cái bị đây? Em thử kể là cái lần mà em bị tề cái sơ sẩy té nè. Dạ lần nặng nhất của em là em không nhớ, tại vì em mất trí nhớ luôn khúc đó. Chết mòn. Cái lần đó là đập đầu xuống đất mất trí nhớ rồi. Em nhớ không? Lúc đó là tụi em đang tập cái kỹ thuật đổi chân trên cao. Cái kỹ thuật đó rất là nguy hiểm. Nhưng mà do là sơ suất nên là đổi chân bị hụt thì bạn đã bị té xuống và bị ngất xỉu. Ngất xỉu luôn? Dạ. Tại sao té xong rồi bị ngất xỉu luôn rồi mà vẫn quay lại tập? Tại vì em đam mê. Tại vì em thích bộ môn này, em đã tham gia và em không muốn từ bỏ nó. Cái người bay là cái người đó phải vừa có sức khỏe mà vừa phải có độ chính xác mới tung được người lên. Vậy thì còn cái người flyer á, cái người gọi là ngọn ấy, thì người đó phải cần phải có những cái gì để mới có thể bay lên được? Muốn được lên tháp hay gì là bảo dưới là mình phải tập viết rồi tập những kỹ thuật mà mình tưởng tượng là trên mình sẽ làm những gì. Khi mà cảm thấy ổn rồi lúc đó mình sẽ mượn một bạn, hai bạn đế mà thật sự là có kinh nghiệm á thì chỉ dạy cho mình, thì bắt đầu là bổ trợ qua nhau thì mình sẽ làm được những kỹ thuật đó. Khi mà rơi xuống thì mình tin tưởng bay, đặt niềm tin vào bay thì lúc đó mình sẽ làm được nhiều thứ hơn nữa. Anh không rành bộ môn này lắm nhưng mà theo anh nãy giờ em vẫn còn nói thiếu một yếu tố rất là quan trọng. Tự tin hả? Không. Yếu tố này có thể em phải em mới làm được chứ anh không làm được. Nhẹ hả? Đó. Dạ không nha, anh nói nhẹ là cũng đúng, một phần là do bay nó sẽ được đỡ lực nhưng mà vẫn có flyer nam có thể tung và làm những kỹ thuật như flyer nữ. Dạ, 50. Ở đây ai đã từng là flyer nam hả? Đó, bạn Kỳ Nam ạ. Em nặng bao nhiêu ký? Dạ, hiện tại em nặng 75kg. Wow. Vậy thì ai sẽ làm base cho em đây? Em tự tin được là em có thể xiết và có thể đứng tự tin ở trên ngọn và có thể làm nhiều động tác. Ngoài chia ra thì em rất đam mê với việc là ép dẻo, nên em có thể dẻo hơn những bạn nam khác. À, hết hồn tụi em bảo em có thể dẻo hơn cả mấy bạn nữ nữa. Có thể luôn hả? Cho anh hỏi về ý nghĩa của bộ môn này là như thế nào? Không, nhảy cổ động là một bộ môn truyền năng lượng cho người khác. Chúng em ra sân là chúng em sẽ truyền năng lượng cho những người chơi, những vận động viên, cho họ thi đấu tốt hơn. Trong cái lúc mà tụi em phải thực hiện những cái động tác rất là khó, rất là cần nhiều thể lực, dẻo dai nhưng mà mặt vẫn phải tươi cười. Dạ đúng rồi, tụi em rất là mệt nhưng tụi em phải bắt buộc phải cười. Tụi em phải tập cười, những bạn mà không cười được là tụi em phải bắt trước, ngồi trước gương, ngồi đó phải cười. Cười cho bằng được thì thôi. Nghe giống tự kỷ quá vậy. Dạ. Ngồi trước gương cười. Tức là tụi em phải có năng lượng mới truyền được năng lượng cho người khác. Và anh có một thử thách nhỏ nhỏ cho tụi em
có sẵn sàng thực hiện thử thách của thám tử chưa? Ok. Đây, hồi nãy trên đường đi tới gặp các bạn thì anh tìm thấy một cây bàn kỳ thú. Cái bàn này nó mọc ra một nải chuối, hai trái táo, mấy trái cam, mấy trái xoài. Cho nên bây giờ thử thách của anh cho mấy bạn là làm sao hái được mấy cái trái đó xuống cho anh ăn. À không, ý nó là hái được mấy trái đó xuống á. Thấy không? Kia kìa. What? Mấy bạn thử thái quá. Đi. Rồi, làm thế nào hái được những trái này xuống? Một người không được thì để team tụi em làm. À, tụi em sẽ làm được. Tụi em sẽ làm được. Rồi, mời mấy em nhào vô. Ây da, hai con nải chuối rớt quá trời trái. Yeah, yeah. Hái được rồi nè, hái một lần mà được ba trái rớt xuống luôn nè. Còn trái nào nữa hái nốt nè. Còn một trái táo, một trái chuối kìa. Ok, hái luôn. Hái luôn. Wow. Tập trung lại, tập trung lại. Đây. Yeah. Giờ sao anh? Giờ hả? Có cầu rồi sao anh? Giờ và phần thưởng của các em là mấy cái trái này nè. Chúc mừng các em. Cảm ơn các em là nhờ các em mà anh đã được nhìn thấy qua được một cái kỹ thuật hái trái cây khá là mới. Nhưng mà nhìn tụi em hái trái vậy à, tụi anh cũng muốn được trải nghiệm quá. Ok, ba đứa em sẽ hỗ trợ nâng anh lên. À, thôi. Anh cần siết con. Chỉ cần siết. Trong cười. 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 Oh no. Nhưng mà đối với một người 78kg thì tụi em có nâng lên được không? Được. Dạ, được. Được. Ờ, chắc chắn nha. Làm tản cho cứng nha. Rồi ráng cứng cứng nha mấy em. Trời ơi trời. Anh cứ bước lên đi. Hai cái chân của anh nhảy lên hai tay. Anh vừa bước lên đứng rồi. Chống về mà có bao nhiêu nam vô đây hết. Không, anh yên tâm đi. Anh yên tâm đi. Ba đứa thôi, ba đứa thôi. Đứng lên thì là người là tự động nó nhẹ lên xuống là ta thấy ta đẩy luôn. Đúng không? Chưa. Khoan, không được. Chống luôn đi. Khoan, từ từ. Không thẳng ra được. Sợ quá, không thẳng ra được. Huy sợ không thẳng ra được. Huy sợ không thẳng ra được. Chân xuống từ từ. Lại rồi. Huy sợ thiệt. Lúc lên nó bị sợ thiệt. Hai. Từ từ. Chưa. Từ từ. Đúng rồi. Chưa từ từ. Vậy xin nó mau. Hai úp. Lên anh. Giờ xuống sao? Giờ xuống sao? Ủa? Đâu hết rồi? Bảo đỡ tôi đâu hết rồi? Tôn trọng mày, tụi em đi học đây. Yeah, bye. Đâu hết rồi? Tới giờ học đi đi, hết bỏ tôi lại vậy? Nói chung hôm nay, thám tử mày đã được trải nghiệm qua được bộ môn cheerleading. Đúng là thứ nhất là phải cần sức khỏe, thứ hai sự dẻo dai và quan trọng nhất là sự can đảm. Lúc đứng trên đó kinh khủng lắm, sợ lắm, tim run dữ lắm. Cảm ơn các thám tử đã theo dõi. Mày về bồ bổ sức khỏe và ổn định tinh thần đây. Trời ơi. Nên có thêm những cái hình ảnh rằng các bạn sẽ có một cái bài tập nhảy cùng với thám tử Mây, thay vì cái chuyện mà chỉ là đỡ Mây lên hái trái cây, một cái sự gọi là đi giống như đi nhờ vả mà rồi. Thông qua cái chuyện là anh muốn ghi hình nhưng mà thật ra mục đích chính là chỉ lấy cái nhân để lấy cái mục đích cá nhân. Ủa, nhờ vậy mọi người mới thấy được họ tung bay cao cái cỡ nào gì? Đâu cần đủ. Người ta đang chờ đợi một cái màn trình diễn của nhạc. Đúng rồi. Tung rồi kỹ thuật rồi này. Nhưng mà thật ra cái mà tôi muốn tìm hiểu thêm về cái bộ môn này tại Việt Nam là không biết là cái bộ môn này có thịnh hành hay không, có những cái đơn vị tổ chức thi cử về cái bộ môn này hay không. Có, các bạn đã từng tham gia nhiều giải rồi, nhớ là các bạn từng một giải nhất, một giải nhì nè, mà dạ. Lúc đó hỏi xong cái quên mất tiêu nè. Anh tuổi gì mà chán ghê. Anh tuổi đi tìm hiểu đó. Nói chung là bây giờ đã mở rộng ra rồi thì các trường đại học là đều có, bất kỳ hoạt động nào của trong trường các bạn đều có mặt để cổ vũ. Nhóm đã đầy đủ các thành viên chưa? Chưa rồi, chưa. Bữa đó em xui là cái gì nè, là gần 1/3 mấy bạn là bận lịch học. Cho nên là không gặp được hết. Cho nên đâu tập hành nguyên bài được. Vậy gì nhóm của các bạn gồm bao nhiêu thành viên tổng cộng?
nhiều quá nhớ luôn. Ờ biết mà. Trời ơi nó thất vọng quá. Trả luôn cái trường. Trả luôn cái trường mình tới mình tìm hiểu các bạn nó cũng không biết luôn mà không nhớ luôn mà. Trong đầu chỉ nghĩ tới trái cây thôi chứ không có. Có ai đó. Có đây là mục đích cá nhân. Trời ơi có ai đó quăng cái phao rồi. Bắt đầu mà chê. Mày chạy xuống biển luôn đi bay. Đi liền đi thiệt á. Đi liền đi thiệt á. Chán ghê. Thả mây trôi đi hơn. Nè bây giờ rõ ràng là khán giả đã quá buồn ngủ bởi vì cái clip của mây rồi. Đúng rồi. Đúng. Bây giờ chúng ta phải vực dậy tinh thần. Nè mây hả? Giống rõ tôi quá vậy. Nè đây là một động tác nè. Có bộ đủ cho mọi người. Đó, mọi người làm đi mình ngồi cao. Cái gì vậy? Gửi mây là thực hiện nhiệm vụ nhưng mà mây không làm được cái gì hết. Bây giờ thư ký sẽ ra tay. Sẽ Hanh sẽ dạy mọi người nhảy một đàn cheerleading để phục vụ tất cả quý vị khán giả nha. Ok. Ok. 1, 2, 3, vô. Woo. Ra tay. Qua đây. Thấy sự hiện diện đáng đồng tiền của thư ký nhà mình chưa? Thật ra mướn bà tới đây chỉ có nhiêu đó thôi đó. Bao nhiêu gian khổ anh em mình hốt hết rồi. Cái sung sướng nhất là bà ra mặt vậy đó. Trời ơi. Bây giờ mới hiểu được cái chân lý này. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi không khí bằng cái thử thách tiếp theo đó. Thử thách là bạn có dám không? Bây giờ là tiếp tục thành hạ với em. Lại tạo nghiệp nữa anh à. Em lại tiếp tục tạo nghiệp nữa anh à. Gì hả? Ok, mời coi clip. Ngày hôm nay tôi đang có mặt tại Vạn Hạnh Mall để bắt đầu thử thách bạn có dám ngày hôm nay, để xem hôm nay sẽ có những cặp đôi nào sẽ bị xử phạt hay là có ai sẽ là người nhận được phần thưởng của chương trình hay không nha. Chào hai bạn. Hai bạn có đang có dư giả thời gian không ạ? À, tôi muốn đặt ra một trò chơi cho hai bạn. Hai bạn có sẵn lòng tham gia với chúng tôi? Nếu như hai bạn thực hiện được thử thách này của tôi thì tôi sẽ có một phần thưởng dành cho hai bạn. Đây là một thử thách để thử lòng tin ở nhau. Hai bạn có dám chơi với tôi không ạ? Thử đi. Thử đi ha. Đúng rồi. Hai bạn là cặp đôi yêu nhau à? Không ạ. Bọn em chỉ là bạn thân thôi ạ. Bạn thân tới mức nào? Bọn em chơi với nhau được 6 năm rồi. À, học cùng trường hay như thế nào? Thân ai nấy lo. À, thân ai nấy lo. Có bao giờ nghĩ rằng là cái sự thân thiết của các bạn sẽ đẩy mạnh hơn một chút xíu nữa để trở thành đôi? Bạn này bạn có bồ rồi. À có bồ rồi, còn bạn có bồ chưa? Em chưa. Chưa, còn đang độc thân vui tính đúng không? Trước đây anh đã từng cạo đầu một cặp đôi. Các bạn có dám chơi với tôi không? Các bạn bây giờ lần này tôi cho các bạn một cái lựa chọn. Bọn em là quân nhân. Dĩ nhiên là tôi sẽ không làm quá bởi vì vì các bạn vẫn là quân nhân. Sao nào? Giây phút quyết định. Hồi hộp. Nếu như Tiến trả lời, bạn gái sẽ là người nhận hình phạt. Nếu như bạn gái trả lời, bạn Tiến sẽ là người nhận hình phạt. Người ta bảo trong những giây phút quyết định thì không nên tin vào phụ nữ. Bắt tay bạn, tôi cũng đồng quan điểm giống bạn. Cho nên bạn Tiến sẽ là người trả lời đúng không? Bạn tin vào chính bản thân của mình. Sao nào? Thế bạn có tin mình không? Trả lời đi. Rồi, bạn Tiến sẽ là người trả lời đúng không? Em nghĩ là nó nhiều kiến thức hơn em. Cuộc chơi của chúng ta bắt đầu. Với câu hỏi đầu tiên, làm sao để cái cân tự cân được chính nó? 5 4 3 2 1 Hết giờ. Sao bạn? Em nghĩ là để mỗi cân khá giống nó rồi cho lên. Đây cũng là một cái rất là dễ đúng không? Người ta bảo trong những giây phút quyết định thì không nên tin vào phụ nữ. Cũng là một cái rất là dễ đúng không? Lấy cái cân khác tự cân, nhưng mà tự cân chính nó thì chúng ta có một cách, đó chính là lật ngược cái cân lại. Tôi nghi câu thứ hai là bạn đi ra. Bây giờ trong giây phút này tôi cho bạn một cơ hội suy nghĩ lại, bạn có muốn đổi lượt cho bạn gái trả lời hay không? Bạn gái thì sao nè? Con gái thường sống mưu mẹo hơn, chắc mấy câu hỏi mẹo biết hơn.
Chúng ta sẽ thay đổi chút xíu, coi như là nãy giờ là xé nháp nha, quên đi nha. Bạn Tiên sẽ là người trả lời. Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Tiên. Có một anh chàng làm việc trong một tòa cao tầng cao tới 50 tầng, nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy tới tầng 40, rồi đoạn còn lại thì anh ấy đi thang bộ. Tại sao anh ta phải làm như vậy? Tại vì tòa nhà đấy không có thang máy từ tầng 40 đến tầng 50. Chính xác. Trong một năm có 7 tháng có 31 ngày, 4 tháng có ngày 30. Vậy có bao nhiêu tháng có ngày 28? 112 tháng. Chính xác. Tỉnh nào sống lâu nhất nước ta? Năm, bốn, ba, hai. Cho bà Thanh chơi là bà Thanh đi xa rồi. Không biết đúng không? Tỉnh Phú Thọ sống lâu nhất nước ta. Chính xác không? Đây là đố mẹo mà. Sai một lần rồi, chỉ cần sai thêm một lần nữa. Tiến. Cái gì khi xài thì quăng đi, không xài thì lấy lại? Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba. Dạ, cây cần câu. Suy nghĩ lại đi. Cây cần câu mà anh. Thực ra có rất là nhiều đáp án, mỏ neo cũng được, cần câu cũng đúng. Theo chuyện dân gian thì chuyện chầu câu có trước hay tấm cám có trước? Câu có trước tấm cám, tại vì trong chuyện tấm cám có chầu câu. Rác, trời ơi, sáo trên bồn rồi. Cây gì trèo không được, lá hái cũng không được, người người ăn đủ ấm no là cây gì? Cây gì trèo không được chị? Cây gì mình trèo không được, lá hái cũng không được. Mười. Người người ăn đủ ấm no. Chín, tám, bảy, sáu, năm. Cây vàng. Bốn. Anh đọc lại nha, cái cây gì, cái gì hay cây gì? Em nghĩ là cây vàng. Cây lúa, người người ấm no mà. Em định nói em dùng cây vàng để em ăn à? Sao mà ăn được? Đúng không? Như vậy bây giờ đã chấp nhận là thua chưa? Chấp nhận thua chưa? Nãy giờ cơ hội thì quá trời, đọc hết nguyên một bộ câu hỏi luôn. Nên là bây giờ kiểu gì kiểu cũng phải chịu hình phạt của tôi. Vì các bạn là những người công nhân cho nên tôi cũng không làm xấu các bạn đâu. Bây giờ hình phạt của các bạn đó chính là bạn nữ bạn hóa trang cho bạn nam thành một cô gái thật đẹp. Và đây là những đạo cụ dành cho bạn. Đây chính là đạo cụ dành cho bạn. Hãy biến bạn Tiến trở thành một cô thủy tiên đi nào. Tự mặc đi. Cái này mặc kiểu gì vậy? Hướng thử vô nè. Ok. Cái này mặc vào luôn. Ờ. Mặc đồ hồng đấy chứ. Váy sexy quá là. Đi đâu anh? Kinh khủng. Kinh khủng. Kính thưa quý vị khán giả, và đây đó chính là Hoa hậu năm 2019, Hoa hậu Nguyễn Thị Bông Tiến. Bông Tiến. Số đo 3 dòng 89, 98 và 89. Đây là phần thi ứng xử dành cho bạn. Nếu như trong tương lai bạn đậu được Hoa hậu thì bạn sẽ chia sẻ điều đó với ai? Em sẽ chia sẻ với người bạn tốt của em đầu tiên. Dạ. Yeah. Khép cánh lại. Vì có bạn hôm nay em được trải nghiệm cái. Đây chỉ là mới là một cái thử thách nhỏ nhỏ dành cho bạn thôi. Nhưng thử thách chính đó chính là với cái hình phạt này, bạn sẽ phải đi catwalk một vòng ở nơi đông người nhất, đó chính là ở tầng dưới của ở tòa nhà này. Mời bạn bước xuống. Trời ơi. Hải Hùng thì
chưa? Ôi trời ơi. Chào thân thiện, chào những người xung quanh. Nhớ lẽ nên cắt cho bạn thêm cái khẩu trang cho bạn tự tin. Every time I show make him whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, every time I show up, low up. Make him whistle like a missile. Các bạn chào thân thiện nhớ. Every time I show up, low up. Chắc chắn hình ảnh của bạn ngày hôm nay sẽ rất là thú vị và rất là tuyệt vời dành cho tình bạn của hai bạn. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình với tôi. Bạn nhận xét về sắc đẹp của bạn thân của bạn ngày hôm nay như thế nào? Bình thường thì nhìn xấu xấu anh ạ, nhưng mà hóa trang thành nữ xinh phết. Hy vọng là sau cuộc chơi ngày hôm nay, nếu như trong tương lai bạn có gặp một ai đó mà tới đặt những câu hỏi như tôi thì bạn nên từ chối để đừng làm hại bạn của bạn nha. Tôi chúc cho tình bạn của các bạn sẽ càng ngày bền vững. Con số nó sẽ là nhân lên gấp 10, sẽ là 60 năm. Hy vọng như vậy nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt khán giả đi nè. Đỡ buồn ngủ hơn cái số kia nhiều ha. Đúng rồi. Được cái bạn nam bạn cứu lại á, bạn nam cũng chịu. Có tính giải trí. Hay quá. Tôi nhiều khi tôi tự hào về bản thân mình. Để ý bữa giờ á, tôi đi cái số nào cũng là gặt hái về được một thành quả hết nha. May coi lại may. Nha. Trở lại phần bình chọn thám tử xuất sắc của tuần. Thì ra thì mọi người trong lòng cũng đã có ưng cừu duyên trong lòng. Đầu tiên sẽ là chuyến đi của thám tử May. 1, 2, 3. Tôi tự cứu tôi luôn. Thiệt ra tôi giao bản đỏ là cho các bạn ở của Stone chứ không phải là cho May. Bản đỏ để thiện sự thánh thiện. Đúng rồi, không phải. Đúng rồi, bản đỏ là các sự cố gắng của tinh thần của các bạn trẻ bây giờ nhiệt tình đó. May được 2 cái đỏ và 3 cái đen. Quá nhiều. Quá luôn. Nhiều đỏ đối với May. Ngoài dự toán. Ngoài dự tính. Rồi bây giờ chuyến hành trình của Bazo. 1, 2, 3. Vậy tôi cũng cho đen lại cho vừa. Rồi. Trời ơi. Luôn rồi. Thôi anh cho đen đi. Rồi một lần nữa Bazo trở thành thám tử xuất sắc của tuần. Thêm một lần nữa xin chúc mừng Bazo. Cảm ơn. Trời ơi, thám tử nhà mình phải bật dậy tinh thần đi chứ ai mà đấu với Bazo cũng thua. Thám tử nhà mình hãy cố lên nhé. Bây giờ Sang sẽ đọc nhiệm vụ tuần sau. Chào các thám tử vui nhộn của chương trình du lịch kỳ thú. Em tên là Dương Trí Hào, học sinh lớp 12. Gần đây em vô tình đọc được thông tin về một chú chế tạo xe máy đa năng. Những vật dụng được trang bị trên chiếc xe đều làm từ đồ phế thải. Em thích lắm. Các chị thám tử nào giúp em tìm hiểu về chú ấy được không ạ? Và một nhiệm vụ này là một nhiệm vụ đặc biệt dành cho Lincoln. Tuần sau mọi người sẽ biết. Bây giờ mình nói về cái chiếc xe máy lắp ráp đi. Nghe cái tên là ngay lập tức trong đầu tôi hiện ra cái hình ảnh đã từng có mình đã được chú trải không? Nghiệm qua gặp chú. Hồi trước mình nghe nói là cái tài sản, cái khối tài sản từ rác của chú là cả tỷ đồng rồi đó. Đó. Ôi, ghê vậy. Nhưng mà có một điều đặc biệt là bạn Dương Trí Hào, khán giả gửi thư về cho chương trình, cũng là một trong những cái tên rất là thú vị. Thôi để giữ bí mật đi. Thì đó. Em quá rành về cái nhiệm vụ này cho nên em không đi. Vậy thôi để May đi đi. Ừ, cho gỡ đi chứ em giờ thắng rồi. May hãy đi để chuộc lòi lỗi làm ngày hôm nay. Lần này phải có tâm hơn lần nếu như lần tuần rồi sau nha. Mà May làm mọi người thất vọng một lần nữa, Sĩ Thanh hứa sẽ quăng cái phao xuống biển và May hãy nhảy xuống bên kia. Không cho phao luôn, giết luôn không cho May đẻ trứng. Bên kia mà anh không cho đẻ trứng. Càng ngày cái trứng rồi tệ. Tuần sau mà còn dù dập nữa tôi cũng tự động nhảy rồi, không cần mấy người xô. Mọi người ơi, hãy chờ đợi tuần sau để xem May có tiếp tục được ở lại trên tàu hay không, hay phải tự gieo mình xuống biển. Xin hãy đón xem du lịch kỳ thú tuần sau vào lúc 22h45 thứ năm hàng tuần trên HTV7 nhé. Và các bạn có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Lớp TV nếu lỡ bỏ qua tập nào của chương trình nha. Ngoài ra chúng tôi có một trang fanpage đó chính là Du lịch Kỳ Thú. Nếu như quý vị khán giả có yêu thích muốn trải nghiệm qua những cuộc hành trình với những thám tử của chúng tôi, hãy mạnh dạn gửi thư về cho chương trình. Xin cảm ơn. Còn bây giờ xin chào và